Xin chào toàn thể anh em đội bóng thân thương. Thêm một mùa hè ảm đạm. À không, chính xác là đây là mùa hè ảm đạm đầu tiên, bởi vì chúng ta có Covid-19 và các câu lạc bộ cũng mua sắm không có rầm rộ. Một số câu lạc bộ mua cầu thủ trong âm thầm, họ không có được báo chí săn đón nhiều, cũng không được người hâm mộ chờ đợi nhiều. Và nhất là trong những cái màn ra mắt của họ thì họ chỉ ra mắt trên một cái sân vận động mà không có cổ động viên. Ở trước đây thì chúng ta đã quá quen với mỗi mùa hè chúng ta có những cái kỳ nghỉ và chờ đợi những cái bản hợp đồng bom tấn. Và khi mà những Ronaldo, những Kaka sải bước trên thảm cỏ của Bernabeu, hay trong quá khứ là Ronaldinho sải bước trên thảm cỏ Camp Nou, hay là Ousmane Dembele, hay là Philippe Coutinho, họ đến với Camp Nou và những ngôi sao khác cũng vậy, họ được ra sân và chào đón bởi rất rất nhiều cổ động viên kéo đến sân để theo dõi. Và tôi chắc chắn là với một người mà tôi không bao giờ tôi quên được, đó là Diego Maradona. Một cái người mà khiến cho một cái sân vận động São Paulo nó như là, dùng cái từ gì ta, nó vỡ trận luôn. Chỉ để đến và xem Maradona xuất hiện ở đó trong vòng chưa đầy 5 phút, các cổ động viên đã đứng xếp hàng ở đó vài tiếng đồng hồ, đội trưa nắng và họ chen chúc nhau, dẫm đạp lên nhau. Và thậm chí những cái người ở bên ngoài sân vận động họ tìm cách họ leo trèo cực kỳ nguy hiểm để miễn làm sao họ một lần, một giây, một phút thôi được nhìn thấy Diego Maradona bằng xương bằng thịt thôi là họ đã sướng lắm rồi. Và ông bước ra sân mà chỉ tân bóng có vài cái và ông đi vào. Và ngày hôm nay chúng ta hãy cùng đến với top những màn ra mắt kinh điển nhất trong thế giới bóng đá. Trong ngày đầu tiên của tháng 7 năm 2019, quả bom tấn mang tên Eden Hazard đã được Real Madrid kích nổ. Với những gì đã thể hiện trong 7 năm chinh chiến ở Premier League, cầu thủ người Bỉ nhận được vô vàn sự kỳ vọng. Ngày Hazard chính thức ra mắt tại Bernabeu, anh được chào đón bởi tiếng reo hò từ 5 vạn Madrid Star. Đây rõ ràng là một khung cảnh quá đỗi hoành tráng tại thánh đường Santiago Bernabeu. Thế nhưng, liệu đó có phải là màn ra mắt câu lạc bộ ấn tượng nhất trong sự làng túc cầu hay chưa? Vị trí số 10, David Villa. Nói tới David Villa, người ta sẽ nhớ tới một trong những chân sút tài năng bậc nhất của xứ sở Bò Tót. Trong những năm tháng tuổi trẻ, anh ăn tập tại Langreo và Sporting Gijón. Nhưng phẩm chất của David Villa sớm được bộc lộ khi anh còn khoác áo đội chủ sân El Molinón. Sau đó, anh được Real Zaragoza chiêu mộ. Với những màn trình diễn tốt của mình, đưa anh đến một câu lạc bộ tên tuổi hơn, đó là Valencia. 127 pha lập công, 22 kiến tạo, đó là những gì mà cựu tiền đạo người Tây Ban Nha đã làm được sau 220 lần ra sân cho Murcielagos. Và thành tích này giúp David Villa lọt vào tầm ngắm của Barcelona. Ngày 1 tháng 7 năm 2010, David Villa cập bến Camp Nou trong một thương vụ mà Barcelona phải trả cho Valencia tới 40 triệu euro. Tiền đạo người Tây Ban Nha chuyển đến Catalonia mang theo niềm kỳ vọng to lớn của người hâm mộ về việc anh sẽ cùng sát cánh với Lionel Messi. Ngày anh ra mắt, có tới 35.000 cổ động viên hiện diện tại Camp Nou. Thế nhưng sau tất cả, Villa lại không thực sự chơi bùng nổ như những gì mà đáng ra anh có thể. Mùa giải đầu tiên của Villa tại Camp Nou là khá tốt khi cựu ngôi sao của Valencia có 23 bàn thắng cùng với 11 kiến tạo. Tuy nhiên, những chấn thương nặng đã khiến David Villa đánh mất sự xuất sắc của bản thân khi phải nghỉ thi đấu dài hạn. Và rồi điều gì đến cũng phải đến. Vào ngày 8 tháng 7 năm 2013, Barca chấp nhận bán Villa cho Atletico Madrid với mức giá chỉ 2,1 triệu euro. Vị trí số 9, James Rodriguez. Tại World Cup 2014, James Rodriguez đã có những màn trình diễn xuất thân trong mùa áo Colombia. Với một gương mặt điển trai, khả năng sáng bàn ấn tượng, nhãn quan sắc bén, phong thái chơi bóng đầy cuốn hút, tất cả những gì mà tiền vệ sinh năm 91 thể hiện đã khiến cho chủ tịch Perez phải mê mệt. Thế rồi, chính ông là người quyết định bằng mọi giá phải đưa anh về Santiago Bernabeu. Ngày James Rodriguez ra mắt, 36.000 cổ động viên đã lấp đầy Santiago Bernabeu để chào đón anh, và tiền vệ người Colombia đã sớm thể hiện được những giá trị của mình. Thế nhưng, khi Ancelotti phải nhận trách sa thải, mọi thứ tại Real Madrid biến thành thảm họa với James. Anh không được Rafael Benitez trọng dụng, sau đó là Zidane. James Rodriguez đã phải phiêu bạt sang Đức để chơi cho Bayern Munich thời gian cho mượn và đã thi đấu rất thăng hoa dưới sự dẫn dắt của Carlo Ancelotti. Thế nhưng, khi mà hầm xám Bavaria khiến James Rodriguez và Calato có lần thứ hai phải xa rời nhau, thì mọi chuyện lại chìm vào trong bóng tối. Giờ đây, tiền vệ người Colombia đã được tái hợp cùng với ông thầy người Ý, và cả hai đang là nguồn cảm hứng giúp cho Everton bay cao ở bảng xếp hạng Premier League mùa này. Vị trí số 8, Carlos Tevez. Khi còn ở đỉnh cao phong độ, Carlos Tevez chính là một trong những tiền đạo đáng sợ bậc nhất châu Âu. Sau những màn trình diễn ấn tượng trong mùa áo West Ham, anh được Sir Alex Ferguson đưa về Old Trafford. Tevez đã có những năm tháng tuyệt vời tại nhà hát của những giấc mơ. Thế nhưng sau đó, tiền đạo người Argentina lại chạy theo tiếng gọi của Man City, để rồi trở thành một kẻ phản bội trong mắt những cổ động viên quý đỏ. Tại Etihad, Carlos Tevez tiếp tục thể hiện được tài năng của anh và cùng với The Citizens gặt hái được những danh hiệu như FA Cup, Siêu cúp Anh và Premier League. Ngày 1 tháng 7 năm 2013, Carlos Tevez rời nước Anh để chinh phục những danh hiệu tại đất Italia. Trong mùa áo Juventus, anh đã có được Scudetto, Coppa Italia,
siêu cúp Ý cũng như trở thành nhà Á quân Champions League 2015. Cả sự nghiệp của mình, Carlos Tevez đã thi đấu cho 7 câu lạc bộ khác nhau. Thế nhưng chắc chắn là không ở đâu, tiền đạo người Argentina đã được chào đón bằng mái nhà Boca Juniors. Ngày anh trở về câu lạc bộ khởi đầu sự nghiệp, Tevez được chào đón bởi 45.000 cổ động viên có mặt tại sân Estadio Alberto Armando. Vị trí số 7, Fernando Torres. Có một phép so sánh vui về Enino khi người ta gọi anh là người có số lần hồi sinh nhiều nhất. Lý do là bởi kể từ khi rời Liverpool để chuyển đến Chelsea trong một thương vụ cực kỳ đình đám lúc bấy giờ, phong độ của Torres đã sản xuất không phanh. Thế nhưng, vì những gì mà chàng tiền đạo người Tây Ban Nha đã thể hiện trong quá khứ, bất cứ ai yêu thích một thể thao vua đều mong anh có ngày tìm lại bản ngã của mình. Tuy nhiên sau tất cả thì Torres cũng không thể làm được điều mà rất nhiều người mong chờ. Dù vậy, tình cảm của các fan hâm mộ dành cho anh luôn không thay đổi. Bằng chứng là khi Enino trở lại màu áo của Atletico Madrid vào năm 2016, trong ngày mà anh ra mắt, đã có 50.000 khán giả xuất hiện tại Vicente Calderon, sân nhà cũ của Rojo Blancos. Vị trí số 6, Eden Hazard. Thời điểm Cristiano Ronaldo ra đi, Real Madrid đã gặp không ít khó khăn bởi họ thiếu đi hòn pháo chủ lực trong suốt nhiều năm của mình. Chính vì vậy, ngày mà Eden Hazard chuyển tới Bernabeu, các Madridista đã mừng tượng ra kịch bản siêu sao người Bỉ sẽ thay thế CR7 để trở thành tâm điểm trên hàng công. Kỳ vọng, phấn khích, đó chắc chắn là tâm trạng chung của hơn 50.000 cổ động viên có mặt tại Bernabeu trong ngày mà Hazard ra mắt. Thế nhưng cho đến nay, bao nhiêu kỳ vọng đó của các Madridista đều hóa thành thất vọng. Trong 7 mùa giải khoác áo Chelsea trước đó, người ta hiếm khi thấy Hazard bỏ qua các trận đấu bị chấn thương. Có thời gian buộc anh phải nghỉ thi đấu dài nhất cũng chỉ là 42 ngày và nó diễn ra vào mùa giải 23-24. Thế nhưng ở Real, trong mùa giải 2019-2020, Hazard đã phải trải qua một quãng nghỉ rất dài từ tháng 12 năm 2019 đến tận tháng 2 năm 2020 vì một vết rạn ở bàn chân. Dù vậy, tài năng của Eden Hazard là không cần phải bàn cãi và một khi cầu thủ 29 tuổi hoàn toàn bình phục, Camara Desta vẫn tiếp tục có lý do để đặt niềm tin anh. Vị trí số 5, Kaká. Ngày mà Eden Hazard ra mắt, sức hút của anh đã tạo ra một khung cảnh rất hoành tráng. Tuy nhiên, trước đó một thập kỷ, Kaká còn phá được kỷ lục này khi tài năng của anh đã khiến hơn 55.000 cổ động viên có mặt tại Santiago Bernabeu. Trong những năm đầu sự nghiệp, Kaká thi đấu trong màu áo Sao Paulo. Tài năng của anh là quá nổi bật so với những ngôi sao đồng trang lứa. Chính vì vậy, chàng trai 23 năm nào đã nhận được ánh nhìn từ giới tuyển trạch khắp trời Âu. Sau cùng, AC Milan là câu lạc bộ có được anh và với khoảng thời gian từ năm 2003 đến năm 2009, Kaká đã tự tạo nên một vị trí trong ngôi đình huyền thoại của Rossoneri. Mùa giải 2003-2004, Kaká giành được Scudetto và siêu cúp châu Âu cùng với AC Milan. Mùa giải 2004-2005, anh được bình chọn là tiền vệ hay nhất Champions League, đồng thời đứng thứ 9 trong danh sách bình chọn của bóng vàng 2005. Mùa giải 2006-2007, Kaká ghi tới 10 bàn thắng Champions League và là nhân tố quan trọng trong hành trình giành lại chiếc cúp tay vòi của Rossoneri. Ngày 2 tháng 12 năm 2007, Kaká vinh dự được nhận quả bóng vàng châu Âu và vào ngày 2 tháng 5 năm 2008, The Times đưa Kaká vào danh sách 100 nhân vật có ảnh hưởng nhất thế giới. Chính bản CV dày đặc thành tích này đã khiến các Madridista hầu hởi đến Bernabeu để đón chào anh. Tuy nhiên, qua thời gian chinh chiến ở Tây Ban Nha là những nốt trầm trong sự nghiệp huy hoàng của tiền vệ hào hoa với biệt danh Thiên Thần. Vị trí số 4, Neymar. Mùa hè 2013, Neymar bắt đầu chuyến phiêu lưu của mình tại châu Âu. Tiền đạo người Brazil gặp đến Barcelona trong sự chào đón nồng nhiệt của hơn 57.000 cu lê. Và chắc chắn là những ai hiện diện tại Camp Nou ngày hôm đó sẽ không hối hận về quyết định của mình, bởi Neymar đã có những ngày tháng tuyệt vời trong ngõ El Blaugrana. Anh cùng với Messi và Suarez tạo ra mũi đinh ba chết chóc. Thậm chí, Neymar còn được xem là người kế vị Messi tại Camp Nou. Thế nhưng, bản thân cầu thủ này không muốn sống mãi với cái bóng của người đàn anh, và thế là anh đã quyết định chuyển tới PSG. Tuy nhiên sau tất cả, đây là một thương vụ mang đến những mất mát cho cả Barcelona lẫn Neymar. Với El Blaugrana, sức mạnh của họ bị suy giảm đáng kể từ khi tầm tàu MSN phá vỡ. Còn về phía Neymar, PSG thường tỏ ra thiếu bản lĩnh tại sân chơi châu lục và đã không ít lần cầu thủ người Brazil được cho là muốn trở về mái nhà xưa. Vị trí số 3, Zlatan Ibrahimovic. Cristiano Ronaldo, Ricardo Kaká, Karim Benzema và Xabi Alonso, đó là những phi vụ rung chuyển trời Âu mà Real Madrid đã thực hiện vào mùa hè 2009. Dĩ nhiên, trước những động thái từ đại kình địch, Barcelona cũng không thể ngồi yên và cái tên được họ mang về Camp Nou không đối chọi với giải ngân hàng của Perez, đó là Ibrahimovic. Tiền đạo người Thụy Điển thời điểm đó được xem là cỗ máy săn bàn thương hạng. Tiski Beresteyn khi ấy đã phải đích thân đến nhà của chủ tịch Moratti. Thương vụ đó được diễn ra
gã khổng lồ Catalonia phải chi ra 46 triệu euro, đồng thời chồng lên bàn đàm phán thêm cả Samuel Eto'o. Ngay Ibrahimovic ra mắt, hơn 6 vạn khán giả đã có mặt tại Camp Nou để chào đón anh. Đẳng cấp của Zlatan chính là điều đã thu hút các cô lệ, và dĩ nhiên là họ cũng mong muốn sự nghiệp của anh cũng hoành tráng như buổi lễ ra mắt. Tuy nhiên, mọi chuyện lại không suôn sẻ như lúc anh ở Inter. Như mâu thuẫn với Pep Guardiola đã khiến cho chân sút người Thụy Điển phải rời xứ Catalonia sau đúng một mùa giải. Ngày 28 tháng 8 năm 2010, Ibrahimovic chuyển tới AC Milan phải nhận trả mượn, sau đó được Apollo Grana bán đứt cho Rossoneri với giá 24 triệu euro. Thời điểm hiện tại, Ibrahimovic vẫn đang thuộc biên chế đội bóng đỏ đen theo một bản hợp đồng có thời hạn đến tháng 6 năm 2021. Vị trí số 2, Diego Maradona. Ngày 1 tháng 7 năm 1982, Barcelona đã bỏ ra 8 triệu euro để mang Diego Maradona từ Boca Juniors. Ở thời điểm đó, đó là một con số không hề nhỏ, và nó cho thấy thượng tầng Apollo Grana tin tưởng như thế nào về tài năng của ông. Thế nhưng, với Barcelona, cầu thủ người Argentina hoàn toàn là một bom xịt. Ấy vậy, Napoli khi đó đã chịu chi ra số tiền 6,97 triệu euro để cứu vớt Maradona. Để rồi, thành Naples, sau đó đã được chứng kiến những bước chạy của một trong những người được tôn xưng là huyền thoại của những huyền thoại. Dù rơi Barca trong tư thế của một kẻ chiến bại, thế nhưng, tài năng của Maradona là điều đã sớm được biết đến. Vì thế, ngay mà ông ra mắt tại Napoli, có đến hơn 65.000 khán giả tới sân chào đón ông. Người ta kỳ vọng rất nhiều vào Maradona, và sự kỳ vọng đó đã được đền đáp. Khi ông đã có được vô vàn thành tích để đời trong máu của Gli Azzurri, sự kết hợp giữa Maradona cùng Napoli mang đến những điều tuyệt vời cho cả hai. Cùng nhau, họ chinh phục hai Scudetto, một Coppa Italia và một siêu cúp Italia. Vị trí số 1, Cristiano Ronaldo. Hơn 75.000 người đã hội tụ về Santiago Bernabeu trong ngày mà chân sút vĩ đại nhất câu lạc bộ Hoàng gia Tây Ban Nha ra mắt. Có thể thấy, sức hút của Ronaldo vượt lên tất cả những tân binh khác trong lịch sử. Ngay từ khi còn khoác áo Sporting, Ronaldo đã sớm thể hiện được những phẩm chất tuyệt vời của một ngôi sao lớn. Dưới sự mài dũa của Sir Alex, cầu thủ người Bồ Đào Nha vươn mình trở thành một trong những ngôi nổ đáng sợ bậc nhất thế giới. Và rồi, trong màu áo trắng hoàng gia, khi nói về Cristiano Ronaldo, bất kỳ ai, dù có thích hay không, đều sẽ phải dùng hai từ: vĩ đại. Ronaldo không chỉ là người có số bàn thắng nhiều nhất lịch sử Real Madrid, mà với hiệu suất 1,03 bàn mỗi trận của anh cũng vượt xa so với phần còn lại. Kể cả đó có là chú nhận Raul Gonzalez, mũi tên bạc Alfredo Di Stefano hay Penta Pichichi Hugo Sanchez. Chúng ta thấy là đa số những cái màn đánh mắt ấn tượng đó họ có cấu thành nên từ những cái yếu tố sau đây. Thứ nhất là những cái cổ động viên đó họ rất cuồng nhiệt với câu lạc bộ đó, ví dụ như Napoli, ví dụ như Real Madrid, ví dụ như Barcelona. Họ có những cổ động viên cực kỳ cuồng nhiệt và đó họ rất yêu đội bóng của mình. Một khi mà đón ai về là họ sẵn sàng, họ đến sân để chứng kiến cái bàn hợp đồng bom tấn đó bằng sân bằng thịt, và họ muốn rằng ô, tôi là người đầu tiên được nhìn thấy anh chàng này mặc chiếc áo của câu lạc bộ mới của mình. Lý do thứ hai, những câu lạc bộ đó đều là những câu lạc bộ lớn, Real Madrid, Man United hay là Barcelona. Lý do thứ ba, những cái cầu thủ đó đều là những cầu thủ tên tuổi, chúng ta thấy là có Beckham, có Maradona, có Ronaldo, tất cả đều cấu thành nên một cái buổi ra mắt cực kỳ hoành tráng. Đó là những cái yếu tố chung để tạo nên một cái buổi ra mắt thành công. Và bên cạnh những buổi ra mắt thành công, chúng ta cũng có những cái màn ra mắt thảm họa, đặc biệt là ở khâu tân bóng. Một cái việc tưởng chừng như là rất dễ đối với những cầu thủ chuyên nghiệp, nhưng mà không hiểu vì lý do gì họ bị áp lực, họ bị hồi hộp, họ bị gì đó không biết, nhưng mà họ có những cái màn ra mắt, và đặc biệt là ở cái kỹ năng tân bóng của họ cực kỳ thảm họa. Và nhiều cổ động viên họ cũng cực kỳ lo ngại và lo lắng sau khi họ xem đến sân xem tân binh của đội mình tân bóng, và họ đã ra về trong thất vọng. Vì sao chúng ta không đến với top những màn ra mắt thảm họa nhất bên cạnh những màn ra mắt đình đám nhất? Và đó sẽ là video tiếp theo trên kênh. Và dĩ nhiên để không có lỡ video đó thì bấm nút đăng ký bên dưới và nút chuông bên cạnh. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.